À, và bây giờ em đang test cái độ bắt mic của con UR28D Plus này. À, trước tiên là sẽ test ở đây. Đấy. Và bây giờ em sẽ chạy ra tận nhà đằng kia. Đấy, chạy ra tận đằng kia xem nó có test, vẫn là test độ xa của những cái dòng mic này. À, xem cái độ nhiễu của nó hay là cái độ bắt sóng của nó sẽ được cao hay không. Đấy, và bây giờ em sẽ chạy ra tận đầu đằng kia. Đấy. Xa nữa đi. Đấy, rồi. Rồi xem nhá. Lên. Các bác có nghe qua. 1 2 lên. Khá là xa luôn. Hiện tại em đang về hàng. Và hôm nay thì sẽ là có một cái mẫu mic mới, đó là mic mới của Shure. Tiếp tục là mẫu mới nhất của Shure, đó là dòng mic UR28D. Hiện tại em mới chỉ về được 10 con UR28D này. 10 con trong vòng trong một hộp của nó sẽ gồm có 5 con. Đây em có 2 con, 2 thùng. Và con này thì sẽ là vẫn là cái đời cao giống của con 29D Plus, nhưng mà nó là mẫu khác thôi. Mẫu khác biệt đi. Và bây giờ em bắt đầu tiến hành tháo ra và đập hộp con UR28D này cho các bác cùng xem chất lượng của con này như thế nào nhá. Xem nó có khác gì không. Đây. Đây là toàn bộ con UR28D. Đây các bác nhìn này. Và bây giờ em bắt đầu tiến hành đập hộp, gồm có đầy đủ tất cả phụ kiện từ anten. Con này thì sẽ gồm 4 hộp sóng và 4 anten. Tất cả toàn bộ đây là phụ kiện của nó. Đầy đủ cho tất cả các bác kết nối. Đấy, vẫn là đầy đủ của dòng Shure thôi. Không có gì cả. Em vừa mới về được cái lô UR28D này. Đây là một chiếc cái đầu thu của dòng 28D Plus. Con này thì sẽ được làm mặt gần giống với con 29D Plus, nhưng mà nó sẽ là một mặt màu thêm màu đen vào. Màu đen. Đây là con phiên bản 29D Plus nhưng mà mặt màu đen nhé các bác nhé. Bên em thì đang tiến hành bỏ một con ra để bóc hộp và tháo ra để cho các bác tham khảo qua về nội thất của con UR28D Plus này. Trước tiên đó là cái phần đầu máy và tiếp theo đó là phần tai mic. Em bỏ một cái tai mic ra đây để tháo ra luôn một cái tai mic ra. Và đây là con 28D Plus và em sẽ quảng cáo lại sản phẩm đó là 28D Plus này. Đối với con 28D Plus này thì vẫn gồm có hai kênh, đó kênh A và kênh B. Đấy, kênh A và kênh B. Và con này thì sẽ là phiên bản giống con 29D Plus. Đấy, phiên bản giống con 29D Plus và nó sẽ là tốt hơn những cái dòng mic UG23, UG21 một chút. Và con này sẽ làm mặt màu đen đi, bởi vì khá là nhiều bác yêu cầu đó là dòng thích mặt màu trầm, dòng mic Shure chất lượng là 29D Plus nhưng mà lại thích mặt màu trắng. Thì ở đây em sẽ đã về một cái phiên bản khác so với dòng 29D Plus đi một chút, tháo hẳn ra 29D Plus một chút. Và đây là tất cả toàn bộ. Con này thì gần như giống con 29D Plus một tí. Ở trên này thì sẽ có những cái tem của mã của dòng Shure. Đây là hàng của Trung Quốc. Đấy, hàng của Trung Quốc. Đấy, về cái phần đầu máy này thì không cần phải bàn luận nhiều đối với con này. Và bây giờ em sẽ tháo nội thất. Em ra bóc cho anh cái nội thất con này ra. Đây là cái tai mic của con 28D, UR28D. Và em sẽ xoáy cả từ tai mic ra cho các bác xem toàn bộ. Đây là một con chở đỏ, chở vàng vì đỏ. Đấy, vẫn là cái hàng chở vàng vì đỏ và một củ màu xám. Đây, ở đây có in UR28D Plus. Đấy, đây là toàn bộ tai mic. Các bác có thể tự nhận xét ở đây là những cái nút mà để khóa vào rồi. Đấy, lock này là khóa này. Đấy, RF là khóa tần số này. Đấy, còn về cái đầu phần đầu mic ở đây, các bác nhìn qua đây là gồm có 4 hộp sóng tất cả. Đấy, 4 hộp sóng và vì đỏ. Bây giờ em sẽ tháo hộp sóng này ra cho các bác cùng xem qua về cái hộp sóng của con này. Con này thì đầy đủ tụ các bác nhá. Đây. Đấy, đây là toàn bộ về cái vỉ mạch của con UR28D Plus này, khá là ok. Có con này thì vì dùng 4 dâu và 4 hộp sóng nên có thể dùng cho sự kiện bắt sóng cực xa. Và em đã test những cái chất test xa, độ xa của những cái mic có 4 hộp sóng như là UG23 và UR29D rồi. Em đã test ở những cái video trước rồi. Và đây là toàn bộ hộp sóng bên trong của nó. Đấy, hộp sóng bên trong của nó, hai hộp sóng gần nhau. Nói chung là về cái này thì nó sẽ dùng, chủ yếu là quan trọng là
ở đây thì cũng thế thôi, một hộp sóng nó sẽ có đủ, nó có thêm cả một cái này vào nữa. Đấy, đây là con UR28D Plus, toàn bộ có gồm có hai vỉ mạch, một vỉ mạch chính và một vỉ mạch xanh lên trên đầu máy. Và bây giờ em sẽ tiến hành thử test độ xa của con UR28D Plus này và test độ vang nhạy của nó một chút để cho bác cùng nhận xét về cái sản phẩm đó là UR28D này. Bây giờ em sẽ test với một con, đó là một con vang chính hãng của Next, đó là DFX6. Con vang chính hãng của Next DFX6. Để kết nối con mic này với con vang thì cực kỳ đơn giản rồi. Các bác có thể dùng dây 6 ly cắm trực tiếp nối từ con mic vào con vang là có thể kết nối một cách đơn giản. Và cắm dây nguồn của nó vào. Cắm dây nguồn đã ở trong một cái bộ chuẩn của nó đã có dây nguồn rồi. Dây có một cái củ nguồn này 9V này để cắm trực tiếp điện từ mic đấy xuống. Và bây giờ em sẽ cắm lốt dây nguồn của con mic này vào thì có thể dùng sử dụng được con mic UR28D Plus này nhá. Đấy. Bác nhìn đây là sẽ là cái bàn màn hiển thị của nó. Các bác nhớ là ấn nút bật con UR28D Plus này lên thì các bạn ấn vào một chút. Đấy, các bạn ấn vào. Đấy, và con này thì sẽ khác với con 29B Plus là nó sẽ là màn hình nét màu đỏ. Màn hình nét màu đỏ. Đấy, con 29D Plus thì sẽ là màu xanh. Đấy, khác biệt một chút so với con đấy. Và tất cả gần như là toàn bộ đều là giống. Và con này sẽ tắt đi là sẽ là có nút ợp. Rất là hay. Và bây giờ em đang test cái độ bắt mic của con UR28D Plus này. Trước tiên là sẽ test ở đây. Đấy. Và bây giờ em sẽ chạy ra tận đằng kia. Đấy, chạy ra tận kia xem nó có test, vẫn là test độ xa của những cái dòng mic này. Xem cái độ nhiễu của nó hay là cái độ bắt sóng của nó sẽ được cao hay không. Đấy, và bây giờ em sẽ chạy ra tận đầu đằng kia. Đấy. Xa nữa đi. Đấy, rồi. Rồi xem nhá. Đấy, các bác có nghe qua. 1 2 lên. Khá là xa luôn, gần như không, vẫn là không có độ nhiễu nào cả. Cực kỳ xa. Em phải gần đằng kia rồi. Lên 1 2 3 4 lên. Lên. Đấy. Đây là cái độ bắt mic của con này nhá. Ok được rồi. Đấy là toàn bộ về cái con dòng mic UR28D một lớp này. Cái bản mới nhất em mới về được 10 con thôi. Các bác nào mà cần quan tâm đến cái sản phẩm này có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp qua số máy em để ở trên thanh tiêu đề, và giá cả em cũng để tất cả ở trên đấy luôn. Đấy, các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này có thể để số điện thoại lại cho bên em tư vấn cụ thể cho bác nha. Và đây là toàn bộ về đánh giá chi tiết sản phẩm, đó là sản phẩm UR28D Plus. Và em xin kết thúc một cái video ngắn gọn đây nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của bên Nam Huy Audio. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác.